Những con tàu đánh bắt tôm hùm Alaska đang ra khơi tại vùng mênh nước Mỹ. Trên bong tàu, các thủy thủ đang kéo những chiếc lồng bẫy tôm hùm Alaska từ dưới biển lên. Trong những chiếc lồng bẫy với mồi có thể là các loài cá, sau khi bỏ mồi vào lồng bẫy và thả xuống biển, tàu sẽ quay lại và lấy những chiếc bẫy từ dưới biển lên. Mỗi chiếc tàu có thể mang theo từ 10 tới hơn 30 chiếc lồng bẫy. Trong lồng bẫy có thể bắt được một số loài cá, cua và quan trọng là tôm hùm Alaska. Những con cua, tôm, cá nhỏ sẽ được các thủy thủ bắt ra và sau đó thả lại biển. Sau đó với những chiếc lồng còn lại, tôm hùm Alaska sẽ được sắp xếp vào khu để lồng. Những con tôm hùm lớn đủ kích thước để bắt sau đó sẽ được buộc cạn và thả vào hầm chứa của. Tàu. Những con tôm hùm nhỏ hơn và tôm hùm cái sẽ được thả lại về biển. Đây cũng là cách bảo vệ sự đa dạng và số lượng thủy sản của các nước phát triển. Sau những ngày thả bẫy và bắt tôm ngoài biển, những con tàu nhỏ sẽ quay về cảng. Tại cảng biển, những thủy thủ sẽ bắt tôm hùm từ bong tàu bỏ vào các thùng. Từ đây tôm hùm sẽ được phân phối và cung cấp tới nhà hàng, siêu thị và người tiêu dùng.